A Di Đà Phật, chào cả nhà nhé. Đây là những tác phẩm Minh Trung vừa làm xong bằng non nước ngọt và nhũ kim tuyến. Nếu mà đóng khung vào thì còn đẹp hơn nữa. Đó, và tranh in lụa nữa. Đây là tác phẩm Chữ Hiếu làm cho anh Văn ở Thái Hà. Hai tác phẩm. Bức tranh này thì Minh Trung chưa làm xong, mới làm xong chữ thôi, còn phần nền thì còn làm màu nữa. Đây là hình ảnh chữ Phật. Đây là chữ Phật. Đó, tạo thành hình người đệ tử chắp tay cúi đầu trước Bồ Tát Quán Thế Âm, cầm bình cam lộ và cành dương liễu. A Di Đà Phật, chào đại Nguyễn, Thiện Long, Trần Hiền. Còn đây là bức bức này là bức lục tự Đại Minh Chân Ngôn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tiếng Phạn dịch ra là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum này, giữa đây cũng là chữ Án này. Đó, hầu hết là làm bằng non nước ngọt hết. Mọi người nhìn bên cạnh này sẽ phát hiện ra cái hình non nước ngọt là non bi đao. Đó, uốn xong rồi tạo hình xong rắc nhũ, xong phủ keo 502 là rất là bền. Đây là Minh Trung làm cho thầy ở trên Thiền Viện Vân Sơn. Hai bức, một bức của một bạn nữa. Đó, em là chị Ninh Mỹ, A Di Đà Phật. Chào mọi người. Đây cũng là bức thần chú Om Mani Padme Hum, dịch ra tiếng Việt là Án Mani Bát Minh Hồng, hoặc là Án Mani Bát Di Hồng, cùng là một nghĩa. Còn đây là hình, đây cũng là một hình chữ Phật. Hình này hình chữ Phật thì cái này được dát vàng, bằng Đài Loan. Đó, hình phía trên là chữ Phật, nhưng mà hình này là đây là hoa sen. Hoa sen này thì tượng trưng cho Đức Phật A Di Đà hoặc là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Đấy là tranh làm thủ công nhưng mà chưa xong. Còn phần nền nữa. Chào đại Nguyễn A Di Đà Phật. Còn đây là tranh lụa. Tranh lụa này là tranh lụa canvas. Đây là chữ Phật nhưng mà tạo thành hình Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng cầm tích trượng. Còn cái dấu màu đỏ này là ấn Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng, là cái ấn quý giá nhất, giá trị nhất trong nhà Phật. Đó. Hình bên cạnh Ngài Địa Tạng này là hình Quan Âm Bồ Tát. Thì Minh Trung tạo hình chữ Phật này thì ra được rất là nhiều ngài. Chỉ khác nhau là ở cái tay cầm và cái đảnh thôi. Ví dụ Ngài Địa Tạng thì là đầu tròn, Ngài Quan Âm thì cái đảnh cao, và tay cầm bình cam nồ và cành dương liễu thì tạo thành hình Ngài Quan Âm. Còn đây là Ngài Di Đà. Ngài Di Đà thì cái đảnh chóp là gọi là đấy, thì là cầm bông hoa sen. Ngài Di Đà hoặc Ngài Thích Ca đấy, tùy theo cái cảm ngộ của mọi người. Còn đây là chủng tử Kalachara của Mật Tông, là kết hợp 10 cái thần chú có thể nói là cao nhất, quan trọng nhất trong Mật Tông. Đó. A Di Đà Phật, cảm ơn Minh Thuận. Em chào chị Tuyền Minh nhé. Đấy là một số tác phẩm mà Minh Trung đã làm. Đó. Rất là nhiều. Sau đây Minh Trung sẽ cho mọi người cùng xem tranh lụa canvas. Tranh lụa canvas cũng đẹp lắm. Mọi người đợi một chút để Minh Trung giới thiệu qua như thế. Bạn nào mà đã đặt Minh Trung làm hoặc nhờ in hộ thì hẹn năm sau, đầu năm sau Minh Trung sẽ làm tiếp. Đấy, rất là nhiều tác phẩm. Sau đây Minh Trung sẽ để mọi người. Đây là một bức tranh Bồ Tát Đại Thế Chí.
Bức tranh Bồ Tát Đại Thế Chí này mình trông sẽ kết duyên. Đây là hoàn toàn là bằng giấy, giấy rất là mỏng. Đây là bức tranh Bồ Tát Đại Thế Chí được vẽ bằng tay. Chỉ là giấy rất là mỏng. Giấy mỏng lắm. Thì mình chung sẽ tặng cho bạn nào mà phát tâm thỉnh về thờ. Và một tượng Bồ Tát Đại Thế Chí này cao 70 phân. Đó. Tượng này thì còn nguyên vẹn, chỉ bị nứt phần đế một chút thôi. Và thờ với tranh tranh này, tranh Bồ Tát Đại Thế Chí này. Mọi người xem video có thể chia sẻ bài dùng Minh Trung để xem có bạn nào hữu duyên thì Minh Trung sẽ tặng lại nhá. Tặng lại bức này để thờ. Đều vẽ bằng bằng tay hết này. Chất giấy rất là mỏng. Và thờ bức này đóng khung và treo phía đằng sau tượng. Treo phía đằng sau sau tượng Bồ Tát Đại Thế Chí. Bức này là của một sư đệ vẽ. Đó. Bồ Tát Đại Thế Chí này. Và có cả tượng của ngài luôn này, người nào mà có duyên với ngài thì có thể thỉnh ngài về để thờ phụng. Bức tượng này cao 70 cm, là bằng composite. Composite rất là bền. Bền màu và bền đẹp nữa. Đó. Thờ ảnh ngài phía đằng sau tượng này rất là đẹp. Đó. Chỉ đợi người hữu duyên thôi. A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Đấy. Và gia đình Minh Trung thì có hai pho Bồ Tát Đại Thế Chí, pho này và pho này thì bị vỡ bệ. Vỡ bệ, Minh Trung đang sửa, sắp xong rồi. Đó. Bạn nào hữu duyên thì có thể thỉnh về thờ. Và nhớ nhá, thỉnh về thờ, chiêm bái thờ phụng thì Minh Trung hoan hỉ để cho thỉnh. Đây mình sẽ mọi người sẽ cùng xem những cái tranh lụa canvas. Tranh lụa canvas Minh Trung làm rất là đẹp. A Di Đà Phật, con chào U Diệu Hương. Chào chị Thu Hồng. Mọi người chia sẻ video dùm em nhé, để xem bạn nào có duyên thì thỉnh về thờ. Sau đây em sẽ để mọi người cùng thưởng thức những bức tranh lụa in bằng canvas và phủ nhũ kim tuyến. Nét và đẹp, chỉ kém lụa Đài Loan một chút xíu thôi. Ba bức Tam Thánh này là lụa Đài Loan, cũng rất là đẹp. Và lụa canvas ở Việt Nam mình in thì cũng không kém. Đây là Tây Phương Tam Thánh. Và Đức Phật A Di Đà này, Bồ Tát Quan Âm và ngài Bồ Tát Đại Thế Chí. Ở bên ngoài thì đẹp lắm, điện thoại em cùi bắp nên là không được thật hình lắm. Rất là nhiều mẫu. Em sẽ quay mọi người xem dần. Đó. Bức này khổ ngang là 2 mét.
Đó. Khoảng là 2 mét. Có một mình nên là quay hơi bất tiện. Xem thế để mọi người cùng xem tiếp nhé. Phía đằng sau kế tiếp thì cũng là bức Tây Phương Tam Thánh và cũng hình đấy, nhưng mà cái nền sẽ khác. Nền thì thuần là nền vàng. Những bức này thì các bạn đồng tu nhờ in hộ từ đợt trước rồi. Minh Trung chia sẻ lại. Đây hình Tam Thánh này. Nền vàng, vàng hơn cái hình vừa rồi. Mỗi hình thì có một cái đẹp khác nhau. Đó. Bên ngoài thì đẹp lắm, bên ngoài nét lắm. Bồ Tát Quan Âm này. Đấy, bạn nào mà muốn in hình Phật để thờ thì cứ liên hệ Minh Trung. Tây Phương Tam Thánh. Đó. In bằng chất lụa cam mát của bóng trên chuyến này thì dùng rất là bền, hơn chục năm cũng không vấn đề gì, mà đẹp nữa. Tiếp theo là hình Phật A Di Đà màu vàng, nền xanh. Đây là màu vàng này là màu vàng kim thân. Đó. Đã phủ nhũ kim tuyến là nhìn óng ánh đẹp lắm. Đó. Hình này có chiều dài tầm 1,5 m. Ngoài mẫu vàng này thì còn một mẫu trắng nữa. Thường thì chúng ta in hình để thờ xong rồi mà lần được ban thờ Phật thì chúng ta sẽ thờ tranh đằng sau và Phật ở đằng tượng Phật ở đằng trước. Đó, tiếp theo là mẫu Phật A Di Đà màu trắng. Mẫu này thì Minh Trung vừa sửa rồi. Lần trước Minh Trung in là cái phần này rất là hẹp. Lần này Minh Trung cho thêm cái nền xanh ở hai đằng nên là nhìn bức tranh sẽ cân đối hơn. Còn lần trước là hơi hẹp về chiều ngang. Đấy, ra đi là màu trắng này. Có một cái quang nhẹ nhẹ rất là nhỏ. Nhưng cũng là một cái điểm nhấn hào quang. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con chào cô Diệu Giác. Đấy, đây là màu trắng. Đấy, các cô và các anh chị đã đặt in rồi, nhờ em in rồi, em đã in xong rồi. Ngày mai em gửi cho mọi người. Đẹp quá Minh Trung ơi. A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi nan A Di Đà Phật. Rồi, không làm mất thời gian mọi người, em quay tiếp nhé. Hình này thì em in được mà mọi kích thước. Cái khổ cao, khổ dọc này thì chỉ in được tối đa là 1,7 m. Còn khổ ngang thì thoải mái.
Một số đồng tu thì nhờ in hộ hình dọc. À hình hình khối nhỏ, hình là chỉ cao tầm độ mấy chục phân thôi. Để làm khung ảnh thờ mới lại trợ liệm. Đấy, đây là hình Đức Phật A Di Đà. Bên ngoài thì nhìn nét hơn. Hình Đức Phật A Di Đà này. Hình này là hình Tây Phương Cực Lạc này, đấy, có một khối nhỏ, một khối to hơn một chút. Khối này thì cao tầm độ 80 cm, nét lắm. Tại lúc em sẽ quay cho mọi người xem cái ảnh to hơn. Ảnh này thì cũng chỉ là cỡ nhỏ thôi. Đấy, cái phía đằng sau là hình thế giới Tây Phương Cực Lạc mới to này. Hoan thì quá Minh Trung ơi, A Di Đà Phật, em là chị Noan. Đặng Thị Lụa. Tranh cô lụa con in xong rồi nhé. Hình như cô lụa đặt in. Bên ngoài đẹp hơn nhiều ạ. Tại vì máy còn phủi bắp, còn quay nó không được đẹp, không được chuẩn màu. Mọi người nhìn hình Đức Tổ Phụ A Di Đà đẹp lắm. Mà led nữa. Đó. Hình này thì nhỏ. Cái in tranh thì hầu như mẫu nào cũng có. Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà này, Quan Âm Bồ Tát Thế Chí này, rồi Ngài Địa Tạng, Ngài Hộ Pháp. Hầu hết là còn có đủ các mẫu. Đấy, đây cũng là một bức Tây Phương Cực Lạc khác này. Không, được ngoài bánh trưng. Được ngoài bánh trưng, đủ sáng là được. Đấy, bức này cũng dài khoảng độ 1,5 m. Các cảnh giới này. Xí mũi squat, A Di Đà Phật, cảm ơn mũi, cảm ơn mọi người. Ở bên ngoài thì đẹp lắm, nét. Đó, các cảnh giới mà. Thế giới Tây Phương, đây gọi là Cực Lạc Đồ, bức Cực Lạc Đồ. Buổi sáng chị còn gọi lên gọi bánh trưng chụp ảnh cơ mà. Ừ. Buổi sáng là được xuống, có nghĩa là gọi chị xuống hàng ngày. Buổi sáng là gọi cùng gói trước thì là giơ tay xuống gọi. Đó. Con lên gọi bánh trưng để chị mời lên gọi bánh trưng hướng dẫn được gói. Xong đến buổi chiều thì các bạn xuống lên đi xuống cô như gọi chị ở trước. Bạn nữ đuổi hai bạn nữ thì hướng lên cho chị nữa. Dạ. Ừ. Dạ. Đúng rồi con. Tại vì không phải có phải là chớ. Chớ thì bình thường là buổi trưa. Ờ đấy đúng rồi chị bảo. Chị bảo là phải cứ một lần như thế, một lần xong ấy. Mình biết là có cô không ngừa ấy. Đúng rồi. Ờ không kiểu như ta xuống đây bảo đây là một bức Cực Lạc Đồ. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Ai cũng mong muốn được về quê hương. Tết này mà được về là sướng nhất rồi. Tết này thì trở về quê hương với cha. Đó, ao sen Liên Trì. Mỗi một hành giả tu tịnh độ thì đều có một cái bông hoa sen này và có cái tên mình ở trên hoa sen. Đó. Không ăn không phải đi mua đến cùng. Hôm trước có bị một lần rồi, hôm trước là bị sang tô màu. Hôm trước tô màu là không tô là chị cho một hôm trên đất rồi. Loan này, A Di Đà Phật cảm ơn mọi người. Nhưng mà chị thấy vẫn nhiều đường á, nhiều đường kiểu hoa vậy này. Thế sao cho uống thuốc đi, uống nốt đi. Đây cũng là một cái mẫu Tây Phương Thánh Chúng tiếp dẫn. Đó.
Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và các vị Bồ Tát khác tiếp dẫn đấy, mọi người thấy rõ không? Tây Phương Cực Lạc Thánh Chúng này, A Di Đà Phật. Cái phần này mà đúng là tranh gốc là còn những cái vị hòa thượng rồi cư sĩ được được cái ánh hào quang này tiếp dẫn, phóng tiếp dẫn, phóng quang tiếp dẫn. Đức Từ Phụ này đó. Cảm ơn Minh Trung, A Di Đà Phật. Em có làm được gì đâu mà công đức vô lượng. Mọi công đức hồi hướng về Tây Phương. Đó. Mọi người đợi em một chút, em quay hết tranh rồi em sẽ quay sang tượng, xem mà ai đủ duyên đi thỉnh. Nhìn thấy giống như bức Phật Thuyết A Di Đà Kinh phải không anh? Không phải đâu Hồng Linh ơi. Bức này là có chiều dài 2,5 m, 2,5 m. To lắm. Nhà nào mà rộng mà hay hoặc là niệm Phật đường hoặc là chùa ấy, bảo tràng làm phòng chuyên tu mà thờ những bức này là đẹp nhất. Mà chất liệu này thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn những cái chất liệu mọi người hay ngồi bên ngoài, mà giá cũng phải chăng nữa. Giá rất là rẻ. Tiêu chí mà Minh Trung con làm Phật sự là phải bền trước. Bền, họ mới đến đẹp. Họ mới đến giá cả. Nó phải tiết kiệm được kinh tế. Đó. Bước cuối cùng là bước Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó. Bước này cũng to phết đấy. Bước này cũng phải có chiều cao là 2,5 m. Đây là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên ngoài led. Bên ngoài led đẹp luôn. Đó. Nét từng cm luôn. Trang nghiêm thanh tịnh hảo tướng. Hội đủ tất cả các yếu tố về hình ảnh tôn dung của Đức Phật. Đó. Năm nay nhờ với các Phật sự thì em kết thúc rồi. Nên là các anh các chị nào mà nhờ thì là để sang năm sau nhé. Thì cả in tranh này cũng thế. Để sang năm sau em sẽ làm tiếp. Em sẽ cho mọi người xem một số Phật sự năm tiếp theo nhé. Đó. Vì năm nay là em bận rồi nên là cái Phật sự này em chưa triển khai được. Đây là hình ảnh Pháp Sư Tịnh Không và Hộ Pháp Vi Đà. Hộ Pháp Vi Đà.
Người tu Tịnh Tông theo Tịnh Tông Học Hội thì rất là mến mộ Hòa Thượng Tịnh Không, và những người đồng tu hay tu các pháp môn khác thì cũng muốn thờ ngài Vi Đà, nhưng mà hai cái tượng này thì rất là hiếm, và nhất là cái tượng Pháp Sư Tịnh Không thì là khó mà có thể tạc được hay là làm được cái chân dung của ngài mà nhìn y như thật, nên là em in vào cái tấm này rất là bền đẹp lắm. Ngài này chiều cao phải hơn 1 mét, nhìn như thật đó. Đó, đây hình Pháp Sư Tịnh Không này. Em bên trên cái phong bách này rất là dày lắm. Thế bây giờ chỉ còn làm một cái đế giữ ở dưới này thôi, như là mình làm khung ảnh ấy, để mà cho ngài đứng được thì thay thành cái tượng mà nét đẹp và bền. Làm Phật sự với em thì khỏi phải lo cái vấn đề thời gian. Và tiếp nữa là ngài Hộ Pháp Vi Đà, tùy theo ban thờ mà mọi người có thể thỉnh, hay có thể thỉnh miễn phí hoặc thỉnh phát tâm tùy mọi người. Đấy, với kích thước này thì có thể thờ với những cái ban thờ nhỏ, chỉ làm thêm một cái đế vào đây thôi, đế hình chữ L, để làm sao mà có thể giữ được. Đó, ngài này ngài Vi Đà, Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát ấy. Ngài phát nguyện là hộ trì Phật Pháp ở ba châu, chỉ có Bắc Âu Lưu Châu là ngài không hộ Pháp thôi, tại vì ở phương Bắc là không có người tu hành. Cũng giống như ở thế gian mình, cái phương Bắc là Bắc Cực ấy, lạnh, không có loài nào sống được, chỉ có loài gấu. Đấy, còn cái hình này thì lại to hơn, thì phù hợp với những cái ban thờ to hơn. Đấy, tùy theo mọi người bày trí. Tất cả các hình này đều free hết. Nếu mà anh chị nào ở Hà Nội mà muốn thờ thì có thể đến nhà em thỉnh, nhà em ở bên Hoàng Mai. Còn không thì phải đợi đến năm sau. Đấy, và hình này to lắm, hình Pháp Sư này, mọi người thấy không? Ngày nào cũng được chiêm ngắm ngài, cũng không có gì ở cạnh ngài. Đó, còn đây là những cái pho tượng mà em còn đang sửa. Anh ơi, cho em xem ảnh Phật Di Đà Huyền Doremi à. Chút xíu anh kết thúc video, em bật xem lại nhá. Ảnh Phật Di Đà anh quay lúc đầu rồi. Đó, đây là Phật sự năm tới. Đầu năm tới em sẽ ấn tống hết những cái hình này, và mọi người có thể tự làm cái kệ cho em thì đỡ được một cái phần áp được công việc. Đó. Tượng Tam Thánh này em cũng có thể cúng dường được, nhưng mà phải chùa nào hay đạo tràng nào mà chuyên tu ấy, có đầy đủ có thiện căn phúc đức nhân duyên và thật tu thì em có thể cúng dường hết ba cái pho Tam Thánh này cao 1m2. Nhưng cái đấy phải phụ thuộc vào cái công đức tu hành và cái hạnh nguyện của mọi người. Đấy, tự đây là ngài Vi Đà này. Đó. Ngài là ngài Di Đà, ngài Phật Di Đà. Đây là mẫu này, mẫu Tịnh Tông. Pho tượng Phật này là đi chợ niệm nhiều nên là bị ám cái màu hương ấy. Nhìn điện thoại thì bóng ấy thôi, ở ngoài thì bị ám hương và bị sầy xước một chút rồi. Đây ví dụ như cái tay này. Đó. Này. Thì năm tới máy móc em đã mua đầy đủ hết rồi, em sẽ đi phun sơn lại và đắp lại y, vẽ lại diện cho ngài. Và nếu mà bạn nào ở xa mà có những cái tượng Phật mà từ rất lâu rồi thờ bị ám khói hay là bị bạc màu ấy, thì em có thể pha sơn sẵn ra rồi em gửi cho mọi người. Mọi người chỉ cần nhờ cái thợ nào biết phun sơn thôi, như ở gara ô tô hay là những cái thợ mà phun thợ mộc ấy, em gửi cho sơn thì mọi người ở những cái tỉnh như là miền Trung hay là trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh khác cách xa Hà Nội thì em có thể gửi sơn cho mọi người để mọi người tự sơn, nhờ sơn á. Còn bạn nào ở Hà Nội trong bán kính 100 km thì em có thể đến em làm giúp. Đó. Còn đây là ngài Đại Thế Chí. Ngài Đại Thế Chí này thì bị vỡ hết bệ rồi. Em đang sơn lại, có một mình làm nên là mỗi ngày làm một ít. Ngài Quan Âm này. Ngày Quan Âm này hôm rồi thỉnh về là bị mất 4 cái ngón tay này và bị chảy mũi này, chưa làm lại được. Xuân Hồng Nhật Ninh. Còn đây là 2 ngày 4 Sư Thích Ca Mâu Ni, hầu hết là bị gãy chân này. Ngày này cũng bị gãy chân hết ở đây, nhưng mà rát vàng rồi nên là không nhìn khó phát hiện ra. Và đây là được rát vàng rồi. Và ngày này và ngày này là giống nhau, nhưng mà ngày này rát vàng rồi, ngày này thì chưa, ngày này mới gắn và em mài trà thôi.
Đó, sang năm em làm tiếp, sang năm em mua thêm vàng em rát nốt thì ai mà thỉnh về chùa hay là thỉnh về nhà hay là tóm lại là thỉnh về là phải thờ cúng, phải sử dụng. Thì em có thể phát tâm đấy. Kho này thì có người thỉnh rồi. Kho này có một em ở Thái Bình thỉnh rồi. Anh Tuấn Nương Chu, không biết con có đủ duyên với tượng Tam Thánh không ạ? Cứ xem mình, cái đức hạnh của mình và cái công phu tu hành của mình có xứng đáng để thỉnh không. Phải chuyên tu và phải tu lớn ấy. Một đạo tràng chuyên tu và ngôi chùa chuyên tu thật sự ấy thì mới có thể thỉnh được. Còn tu tà tà bay là đà thì tốt nhất là lên tu tiếp. Không cầu thì các ngài cũng tự đến. Đó, ngài địa tạng. Hầu hết là tượng tranh ảnh tất tần tật tần tật ở nhà Minh Trung là các ngài tự đến nhà. Minh Trung không có thỉnh, cũng không cầu, không mong, không xin, cũng không thỉnh. Đấy, những cái tượng này Minh Trung cái này làm bằng composite và Minh Trung tối hôm qua vừa sơn nâu lại rồi, bóng sơn dầu bóng đẹp. Tượng này có để thờ ở ban thờ mini được đó, và vẫn theo cái quy định là truyền thống nhà gia đình Minh Trung là ai thỉnh tượng thì đến nhà thỉnh, không gửi xe, không gửi ship. Đây cũng là tượng Di Đà, tượng này được dát vàng rồi và mọi người đều có thể thỉnh được, cũng miễn đến nhà thôi, thỉnh miễn phí, đến nhà không phải làm thủ tục hay mang cái gì cả, cứ đến thỉnh các ngày về thờ là quý rồi. Đó, đây cũng là ngày Di Đà. Ngày Di Đà này là bị cọc đầu, gọi là gãy diện. Cái phần này Minh Trung đã gắn chắc chắn rồi và ở trong là có lẹp và cũng được dát vàng rồi đó, và mọi người vẫn có thể thỉnh về để thờ được. Đấy, còn ngài Đại Thế Chí này là vừa nãy Minh Trung có quay rồi thì tặng ngài Đại Thế Chí này kèm theo một cái tranh Bồ Tát Đại Thế Chí vẽ tay màu nữa. Ở phần đầu video con có quay đấy, đây mọi người nhìn lên này, đẹp lắm đó. Trên đầu là có bình cam nồ này. Đấy, ngày thì chưa làm sao cả, chỉ bị vỡ một chút ở phần đế sau thôi. Ở trên này thì có một bức thư pháp chữ Phật. Đấy, bạn nào có duyên thì nhắn tin Minh Trung. Còn đây là hình tượng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tượng này là pho tượng thứ hai Minh Trung sửa trong cái cuộc đời sự nghiệp sửa tượng. Bị vỡ hết đế rồi và cũng được gắn chắc chắn rồi và được dát vàng rồi. Đó, đẹp lắm, nhìn rất là mềm mại. Còn đây là pho Phật A Di Đà, đây là một composite. Composite này là giả ngọc, làm giả ngọc xanh. Đấy, cầm đài sen này. Và Minh Trung đang mẫu này, pho này làm mẫu để học vẽ diện. Đó, mọi người nhìn có thần thái không? Thích lắm. Mỗi ngày mỗi vẻ. Còn ngày này là ngày cũng là ngày A Di Đà cùng một mẫu này, nhưng mà ngày này là làm mới từ khuôn ra, vẫn còn đánh cái giáp này vẫn sầy này. Đấy, thì Minh Trung dùng hai ngày này để học vẽ diện ngày này. Ngày này chưa được xử lý gì cả, chưa được sơn, mới chỉ được giáp thôi, mới từ khuôn thôi. Đấy, để mà làm sao vẽ cái diện mà đẹp đẹp như Đức Từ Phụ đây. Pho Quan Âm này thì có người thỉnh thôi, có một chị thỉnh để về nhà mới rồi. Dài dòng một chút giới thiệu cho mọi người xem cái cư gia. Đây là ngài Thích Ca Mâu Ni gửi từ trên chùa mà bị gãy ngón tay, gãy hết ngón tay mất rồi. Mình bình trụng chưa có thời gian để mà sửa lại Di Đà này. Đây là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn nào có xem video thì biết sẽ nhận ra bức này là trắng hoàn toàn và bị xây xước rất là nhiều. Đấy, cổ này cũng bị cọc này, Minh Trung có chỉ gắn thôi, chưa mài này. Đấy, chưa vẽ diện. Đây là Đức Từ Phụ A Di Đà. Ngài bị nặng nhất, dỗ như tổ ong ở đằng sau lưng và mất hẳn bệ sen. Đó, màu da người xong hết rồi, bây giờ chỉ còn vẽ diện lên. Hoặc là Minh Trung đang tính là sẽ dát vàng lại phần này rồi tô lại cái bệ sen này nữa. Đây mới chỉ thử màu. Đấy, hầu hết là các bệnh nhân. Đây là ngài A Di Đà. Hầu hết các tượng này bị cọc cổ ấy, gọi là bị gãy diện đấy. Mặt này thì còn gọi là diện đó, gắn keo rồi, chỉ còn làm lại màu thôi. Đấy, Đức Phật A Di Đà này cũng vậy này.
Đức Phật A Di Đà này cũng bị gãy cổ này, nhưng mà người ta tự gắn bằng keo 502 rồi. Gãy cổ và gãy chân này, đây này. Đấy. Hầu hết cái tội này là vẫn phải quy vào cái tội là làm thân Phật bị chảy máu ấy. Không tránh được nhân quả đâu. Nên là nhờ, mọi người có thỉnh tượng hay là đi thỉnh tượng ở đâu về hay là gửi từ miền trong ra ấy, là hết sức phải cẩn thận. Cái gì cũng có nhân quả hết. Thế nên là mình cũng rất là băn khoăn cái vấn đề này nữa. Nên là mọi người đến thỉnh tượng thì tốt nhất là đến nhà thỉnh. Đấy, ví dụ đây Ngài Thích Ca, Ngài Thích Ca Mâu Ni đản sinh đấy, tay này bị gãy rồi, này đã được gắn rồi, cả ngón tay bị gãy, ngón này thì bị mất, chưa nặn lại được. Chân này đấy, chân bị gãy rời hết. Ngài A Di Đà này thì cũng mất tay luôn, đó đều phải khắc phục lại hết, khắc phục nặn rồi vá mà. Đó, rất là nhiều, cũng một mình làm luôn nè. Cứ mỗi ngày mình chung làm một chút, khắc phục lại cả ngày, rồi để mọi người đến thỉnh nữa. Đấy, Ngài Pháp Vi Đà, đấy, mọi người có thể thỉnh về thờ được. Không có vấn đề gì. A Di Đà Phật, không có chút công đức nào rồi ạ. Công đức hồi hướng về Tây Phương hết rồi, còn làm Phật sự mà vì công đức thì không khác gì vua Lương Võ Đế mà kể công với Tổ Đạt Ma. Hoàn toàn không có một chút công đức nào cả. Hầu hết tất cả những đồ này Minh Trung đều có thể cúng dường và tặng lại, nhưng mà mọi người cứ xem có đủ công phu đạo hạnh đức hạnh và cái trí tu của mình có xứng đáng để mà thỉnh về không, nhất là ba cái bức tranh này và ba cái pho Thượng Tam Thánh này. Còn thích thì ai chả thích, ai cũng thích. Nhưng mà phải tặng đúng người đúng việc thì cái đấy công đức mới viên mãn đó. Hình pháp sư này tóm rồi đó. Mình chung xin kết thúc video ở đây nhé. Kính chúc mọi người cùng gia đình một buổi tối tốt lành, thân tâm an lạc và có một giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho một ngày mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chào mọi người.